hàng xóm đánh chú chó đến chết vì ăn mất gà, chính quyền đã nhận đơn tố cáo. Dân mạng phẫn nộ trước clip tiêm thuốc vào quả mướp. Người quát tháo công an, may công tác ở đội nào, bị phạt 2,5 triệu đồng. Trộm xong sợ quá đi trả, sau đó lại tiếp tục đi trộm. Vòi tài xế chở xăng dầu nộp gần 160 triệu đồng, hai cán bộ quản lý thị trường bị bắt. Quý vị vừa điểm qua những tin tức chính có trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Sau đây là những nội dung chi tiết mời quý vị cùng theo dõi. Những hình ảnh liên quan vụ việc khiến dân mạng không khỏi ám ảnh. Mới đây, mạng xã hội chia sẻ câu chuyện một người đàn ông đập đầu con chó của hàng xóm đến chết. Theo đó, chị LTCT ở Di Linh, Lâm Đồng, chủ nhân của chú chó tên là Ten, đã đăng tải lên trang cá nhân một clip dài hơn 2 phút. chị ôm xác con chó về nhà từ nhà hàng xóm, liên tục gào khóc. Do đánh bằng gậy sắt, chú chó đầu bề bết máu. Khi người nhà phát hiện thì chị T đã can ngăn nhưng người đàn ông vẫn không dừng tay. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, ông B hàng xóm cũng nói không biết đó là chó nhà T. Hai gia đình ở sát vách. Đồng thời nói trong clip, chó ăn gà thì làm thịt đi, khóc lóc cái gì. Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ với hành động của người đàn ông với chú chó trong clip do vượt quá thẩm quyền của xã nên sẽ chuyển hồ sơ lên công an huyện di linh để tiếp tục điều tra làm rõ phía công an hiện đã nhận đơn tố cáo đề nghị làm rõ của cả hai bên gia đình chị t đã làm đơn đề nghị xác minh vụ việc chú chó là vật nuôi bị người hàng xóm đánh chết còn phía hàng xóm cũng đề nghị chính quyền xử lý chị t đăng tải hình ảnh cá nhân lên mạng xã hội khi chưa có sự đồng ý cũng như vụ việc chưa được làm rõ được biết gia đình chị t rất yêu quý ten và xem con vật này như một thành viên trong gia đình khi xảy ra vụ việc camera nhà chị t không hoạt động việc chó nhà chị đuổi gà nhà ông b như chị đăng tải trên mạng xã hội là nghe từ ông b chứ chưa có bằng chứng theo t tại hiện trường vào thời điểm đó cô không nhìn thấy con gà nào và ngày thường ten không thích ăn thịt gà đã hơn một tuần từ khi xảy ra vụ việc hàng xóm của chị vẫn im lặng không nói thêm lời xin lỗi nào thậm chí còn lớn tiếng đề nghị chị phải gỡ bài và hình ảnh khỏi mạng xã hội chuyển sang thông tin tiếp theo làm thế này thì mang tiếng cho người nông dân lắm rất nhiều người cho rằng hành động này là cố tình câu view và không hề quan tâm tới hậu quả. Đi mua rau củ nói riêng và thực phẩm nói chung, ai cũng quan tâm đến vấn đề an toàn và vệ sinh. Vì thế nên bất kỳ người trồng rau hay hàng bán rau nào cũng luôn cố gắng chứng minh rằng sản phẩm của mình đảm bảo. Ấy thế mà vẫn có người cố tình quay lại cảnh tiêm thuốc bơm thuốc vào một quả mướp để đăng tải lên mạng xã hội. Hình ảnh này ngay lập tức vấp phải sự phẫn nộ từ phía cộng đồng mạng. Dù chưa rõ chất lỏng màu trắng trong ống tiêm trên là gì, thế nhưng hành động này vẫn khiến cho rất nhiều người dùng cảm thấy phẫn nộ. Một số người lo lắng về thực phẩm mà mình ăn hàng ngày, nhưng đông đảo hơn cả là sự phản ánh hành động này bởi nó sẽ gây hiểu lầm cho rất nhiều người nông dân chân chính đang tạo ra các sản phẩm an toàn và chất lượng. Một số người đã bình luận như sau: "Đừng có đăng tào lao, tội cho người ta trồng khổ cực mà không ai dám mua. Người nông dân đã vất vả lắm, bạn làm vậy có vui hay không bạn? Dịch dã, người nông dân chưa đủ khổ hay sao mà còn làm mấy trò này?" clip gây hoang mang chỉ để thỏa mãn sự hám view. Bạn có biết bạn làm video này là rất khổ cho người nông dân hay không? Hiện tại, rất nhiều người vẫn đang tiếp tục bày tỏ sự phản đối đối với đoạn clip này. Đa số cho rằng đó là giàn dựng, câu view mà thôi. Chuyển sang thông tin tiếp theo. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết đã ký quyết định xử phạt hành chính ông NVH 2,5 triệu đồng vì có lời nói xúc phạm danh dự nhân phẩm người thi hành công vụ. Chiều ngày 3 tháng 11, ông Nguyễn Hải Đăng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, đã ký quyết định xử phạt hành chính ông NVH, 34 tuổi, trước đây công tác tại Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận, hiện đã nghỉ việc 2,5 triệu đồng. Ông H là người có hành vi chỉ tay vào chiến sĩ công an đang tham gia kiểm tra phòng chống dịch Covid-19, quát tháo. Đó, này công tác ở đó, công tác ở có lời lẽ xúc phạm tổ công tác gây xôn xao dư luận những ngày vừa qua. Theo biên bản của cơ quan chức năng, khoảng 20 giờ ngày 30 tháng 10, tại nhà hàng Hoa Phượng trên đường Hùng Vương, phường Phú Thủy, ông Hát đã có lời nói, hành động, đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, người thi hành công vụ. Sau khi xảy ra vụ việc, công an phường Phú Thủy đã mời ông Hát đến trụ sở làm việc. Ông Hát tường trình, tối 30 tháng 10, ông và hai khách hàng đến nhà hàng Hoa Phượng ăn uống. Khi vào trong, cả ba có thông báo với lễ tân đã tiêm đủ hai liều vaccine, rửa tay sát khuẩn và ngồi giữ khoảng cách theo quy định. Khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, trong lúc đang tính tiền, đoàn liên ngành phòng chống dịch Covid-19 của thành phố Phan Thiết vào kiểm tra nhà hàng quay phim, chụp ảnh, bị quay phim chụp ảnh, tôi có liên hệ với chủ nhà hàng xin gặp trưởng đoàn kiểm tra với nguyện vọng được trình bày, xin đừng để những hình ảnh cá nhân và những anh em ngồi trong phòng lên truyền thông hoặc mạng xã hội. Tuy nhiên, không gặp được ông Hát tường trình. Cùng thời điểm đó, ông Hát và chiến sĩ công an có lời lẽ qua lại với nhau, nên ông đã nóng nảy và nói: "Đồng chí công tác ở đội nào? Mày công tác ở đội nào?" Sau khi làm việc với cơ quan chức năng, ông Hát thừa nhận hành vi vi phạm, chấp nhận quyết định xử phạt hành chính và mong muốn gửi lời xin lỗi đến chiến sĩ công an và đoàn kiểm tra liên ngành. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết chỉ đạo công an thành phố Phan Thiết kiểm tra, làm rõ người có hành vi chống đối lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ, thực hiện công tác kiểm tra phòng chống dịch COVID-19. Chuyển sang thông tin tiếp theo. Trộm tài sản xong sợ bị phát hiện, hậu ra công an đầu thú, sau đó lại tiếp tục bắt taxi đi ăn trộm và bị bắt. Chiều ngày 3 tháng 11, tòa án nhân dân quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lê Công Hậu 27 tuổi, 2 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Theo cáo trạng, tối ngày 31 tháng 5, Hậu thuê xe taxi từ nhà ở phường Bình Thủy đến phường An Thới cùng quận Bình Thủy, rồi xuống xe đi vào một dãy nhà trọ để trộm cắp. Hậu thấy một phòng trọ mở cửa sổ, trên bàn trong đó có ví da. Hậu đã đi tìm công cụ lấy visa thì thấy phòng khác có người nằm ngủ trên sàn nhà, bên cạnh có điện thoại. Sau đó, hậu lấy một cây gỗ và một quần thun đang phơi trên sào, túm ống lại để làm dụng cụ cầu điện thoại và visa. Lấy được tài sản xong, hậu gọi taxi trở về nhà. Trưa hôm sau, hậu mang chiếc điện thoại đến cửa hàng điện thoại bán được 2,7 triệu, rồi về kiểm tra số tiền trộm được là 16,45 triệu. Mẹ của hậu đã giao nộp điện thoại. Theo định giá, điện thoại iPhone X mà hậu đã trộm có trị giá 7 triệu, cộng với số tiền mặt là 16,45 triệu. Tổng giá trị tài sản mà hậu lấy trộm là 23,45 triệu. Ngày 3 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Bình Thủy ra quyết định khởi tố vụ can, khởi tố bị can đối với hậu và áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú về tội trộm cắp tài sản. Trong thời gian tại ngoại, ngày 9 tháng 7, hậu lại tiếp tục thuê taxi đi trộm cắp tài sản của người khác là ba chiếc điện thoại rồi gọi taxi về. Đến khi đi bán đồ trộm được, Hậu cũng đi bằng taxi. Sau khi mua điện thoại của Hậu vào dạng sáng ngày 9 tháng 7, thì đến chiều cùng ngày, chủ cửa hàng điện thoại đã trình báo công an về việc mua hai điện thoại của Hậu. Cùng ngày, Hậu đã bị bắt tạm giam. Tại cơ quan điều tra và tại tòa, Hậu đều không thừa nhận về hành vi trộm cắp ba chiếc điện thoại trên. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng đã căn cứ hình ảnh camera, hình xăm trên người bị cáo, nhận dạng và lời khai của nhân chứng để kết luận bị cáo đã phạm tội trộm cắp hai lần. Chuyển sang thông tin tiếp theo. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Huỳnh Văn Đại, 48 tuổi, đội trưởng đội quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông và Nguyễn Đình Ninh, 54 tuổi, kiểm soát viên đội này để điều tra hành vi lạm dụng chức quyền, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã khám xét khẩn cấp nơi làm việc của ông Đại và cấp dưới, thu giữ gần 160 triệu đồng cùng nhiều tài liệu liên quan. Theo thông tin ban đầu, ngày 30 tháng 10, đội quản lý thị trường số 1 kiểm tra và đưa xe ô tô bồn chở xăng dầu do ông Quy điều khiển về trụ sở làm việc tại thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk Rơ Lấp để xử lý hành vi vi phạm hành chính. Xe của ông Quy có lỗi vi phạm không niêm phong kẹp trì, vận chuyển hàng hóa là xăng dầu không có hóa đơn chứng từ. Tại đây, các cán bộ thuộc đội quản lý thị trường số 1 đã không thiết lập các quyết định kiểm tra, biên bản kiểm tra, quyết định tạm giữ phương tiện theo quy định của pháp luật mà yêu cầu ông Quy phải nộp số tiền phạt là 160 triệu đồng. Ngày 31 tháng 10, ông Quy đã nộp toàn bộ số tiền theo yêu cầu và nhận lại giấy tờ phương tiện vi phạm. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Nông đang củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để khởi tố bị can đối với hai cán bộ quản lý thị trường về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản và tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý những người có liên quan. Chuyển sang thông tin tiếp theo. Trích xuất camera xử phạt hai quán karaoke 70 triệu đồng. Hai cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Khánh Linh và New Ruby bị xử phạt kịch khung với tổng số tiền 70 triệu đồng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định xử lý vi phạm đối với hai chủ cơ sở kinh doanh karaoke Khánh Linh và New Ruby ở phố Cầu Đất, thị trấn Thanh Sơn với tổng số tiền 70 triệu đồng do không chấp hành đúng các quy định trong việc kinh doanh dịch vụ hành chính, không thực hiện quyết định áp dụng các biện pháp hạn chế tập trung đông người, đồng thời sử dụng nhân viên phục vụ trong một phòng hát vượt quá số lượng quy định, hoạt động quá giờ cho phép. Theo Ủy ban nhân dân huyện Thanh Sơn, sau khi phát hiện các ca dương tính với Covid-19 liên quan đến hai quán karaoke nói trên, công an huyện Thanh Sơn đã khẩn trương trích xuất camera tại quán hát để truy vết các trường hợp có liên quan, đồng thời khoanh vùng phong tỏa xung quanh khu vực. Đến nay, công tác phòng chống dịch trên địa bàn huyện đang tiếp tục được khẩn trương chỉ đạo với các biện pháp phù hợp. Rất nhiều tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác đang chờ đón quý vị trong các bản tin tiếp theo trên kênh Tin tức Việt. Quý vị đừng rời kênh vì Quỳnh Anh sẽ quay trở lại ngay.